Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và hôm nay sẽ là một series arc từ 50k đến 200k để cho anh em mới chơi mua. Và đến với cái arc đầu tiên, arc này đặc quyền VIP 4, level 70, KD 1.2 và hạ gục 4400 kill. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Thì kho đồ có ZBK level 2 này, 6 lòng VIP, một cái diều xanh VIP, AK bá tước, USB bá tước, BCA Sen Lobel Dragon, ES Phoenix, 5 đấm Titan, đao phán quyết X2, Z9A91 file, quắm AK47 Gold, M4A1 Royal Dragon. Còn này bắn cũng rất là ok này. 9A91 X-Max, arc này hơn 100k nha. Đấy, có cả 3Z Royal Dragon, arc đổi thông tin vô tư, quắm thông tím rất nhiều, 3Z Spring, Duck King Full. Nhân vật thì có AOE và Zod. Đấy, vật phẩm thì 30 đá thức tỉnh thông sơn nhưng chưa có thông sơn. Đây cũng có nhẫn. Thiên phú thì úp tương đối nha anh em nhé. Đấy, vòng arc này thì anh em nào mua đầu tư rất ok luôn. Vòng bon bit quay được 5 ô, vòng Akachan thì gần full còn 5 ô nữa, arc đổi thông tin vô tư. Rồi tôi sẽ đến với cái arc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái arc số 2, thì arc này độc quyền VIP 3, KD 0.8 nhưng mà bắn thì có hơn 1000 kill thôi, arc còn 2500 kim cương nha anh em nhé. Đấy, tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Anh em nào thích quắm thì mua arc này. Arc này cũng hơn 100k thôi, còn 2500 kim cương. Kho đồ có thông sơn VIP, Golden Sắc, arc đấy thẻ vô tư nhá. Rồi Kuribit, 9A91 file, Đe Vũ Công. Rồi M4 nạp sự kiện lần đầu, quắm AK, Team BSS, M37 COV. Rồi nhân vật thì cũng có con rốt rồi. Nói chung cũng rất là ok. Đây có 10 thẻ gốt đây. Thiên phú thì cũng tương đối thôi. Thì vòng AK thì gần full nha anh em nhé. Đấy, còn 4 ô nữa là full nạc dinh. Đấy, còn hơn 2000 kim cương. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Và cạc này cực kỳ ngon nha anh em nhé. Đấy, cái sự kiện mà nạp tích lũy thì anh em nào mua về nạp thêm 100 nữa là được mở được cái dương cuối cùng này. Đấy, được thêm 2 VIP, thêm 2000 kim cương. Và được quay thêm 1 ô nữa. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với gạc số 3, thì gạc này cũng bắn đi danh rất là ít. Đấy, level 66, tôi sẽ vào số nhanh kho đồ thôi. Gạc này thì mấy chục ca thôi nha anh em nhé. Nói chung là cũng dinh trắng thôi, dành cho anh em nào mới chơi đỡ phải lập ạc thôi. Kho đồ có AK-47 Zosa, có thêm 3Z Double Dragon. Rồi thêm một cây trượng, gọi là cây gậy đầu lâu rồi. Uri băng, rồi gậy vũ công, M4 Uri, M37 COV, búa sắt. Có thêm cả 3Z đen nha anh em nhé, TBS. Nói chung là cũng đủ súng để anh em chơi thôi. Có AK với 3Z, một trận chiến, mấy chục ca thôi. Nhân vật thì cũng rất ngon, có hai nhân vật Zod và AOE vĩnh viễn. Vật phẩm thì có nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. À thì chỉ mấy chục ca thôi, dinh trắng nha anh em nhé. Đấy, thiên phú thì cũng tương đối. Vòng quà thì vòng bon bit quay được 4 ô, ra nhẫn và đã tẩy ra ngắm kẻ địch hiện HP. Vòng AK cũng quay được 6 ô. Vòng M4 thì quay được 2-4-5 ô ra AOE và ba lô số 5, rất là ok. Rồi tôi sẽ đến với gạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với gạc số 4. Thì gạc này thì nói chung cũng toàn gạc mới lập thôi, mới đi danh, level 45 nha anh em nhé. Còn hơn 200 kim cương. Thì gạc cũng mấy chục ca để anh em khỏi phải lập gạc thôi. Kho đồ thì có 6 lòng VIP, một cái diều xanh VIP, AK-47 Zosa, AK-47 Glory. Rồi arc này thì ngon nhất thì đẹp nhất thì có khẩu SMG cung hoàng đạo anh em ạ. Bắn cũng hay hay, Team BSS, nắm đấm trao, búa sắt các kiểu. Đấy, nhân vật thì có rốt và con AOE cũng rất là ok. Nói chung thiên phú thì chỉ úp tương đối thôi. Vòng quà thì cũng mỗi vòng quay được 1-2 ô nha anh em nhé. Rồi tôi sẽ đến với gạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với gạc tiếp theo. Thì cũng toàn là arc VIP mới lập thôi. Level vờ thì cũng thấp. Arc thì còn hơn 200 kim cương. Thì mua để bán để cho anh em mới lập arc nữa phải lập arc. Mấy chục ca thôi. Có 6 lòng VIP, USB bá tước, M4 đổi su, M4 nạp sự kiện lần đầu, Kuri. Và ngon nhất thì có khẩu Dua Team B Royal Dragon, thực ca. Nói chung arc vài chục ca thì chẳng có gì để sâu anh em ạ. Nói chung còn rất nhiều arc như này nữa nhưng mà tôi cũng không tiện sâu. Thì anh em nào mua arc thì inbox Zalo tôi nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em thấy hay thì để lại một like, một sub ủng hộ mình nha.